Giới chiêm tinh học bất ngờ khi mà xem lá số tử vi cho những quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng 4 âm lịch được thần tài độ mạng bất ngờ đổi vận do xa. Vâng, xin được kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện và tiền bạc lúc nào cũng luôn là vấn đề khiến cho những người này họ phải đau đầu suy nghĩ. Thế nhưng những gia chủ tuổi Ngọ yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 4 âm lịch này thế nào bạn cũng sẽ trả sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo nợ nần bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị đừng ngại ngần, hãy đăng ký, ủng hộ kênh của chúng tôi và đó là cách để quý vị có thể cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là những người vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người ganh ghét, đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình và tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình vào trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, cho nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm và rạn nứt. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài, không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 4 của tuổi Mậu Ngọ dự đoán rằng, những người sinh năm 1978 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt tốt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng nhờ một phần công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất kỳ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn đang dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân cũng giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Mậu Ngọ rất nhạy bén và biết cách nắm bắt thời cơ,
đầu óc kinh doanh táo bạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Mậu Ngọ trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ và tính hiếu thắng của mình. Đây chính là thói quen xấu mà bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này, tốt nhất không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với những người mới quen biết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ bị suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó thì hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với người đã có đôi hoặc đã lập gia đình, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến cho mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều. Bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi mà khó thành. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1978. Đây là phần chia sẻ rất đầy đủ và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.